mấy sao lồn luôn, đéo có được đi lên luôn. Đó, cái nhà này có tương lai nè. Kìa, yeah, lâu kìa. Chung dịch. Cái lồn mấy nhà nhìn có tương lai thì điện biệt có địch luôn. Xong luôn. Tao nói là đi lên đi đủ má về má lồn. Má dễ, bà nó khóc đi. Nhà này lồn không? Nhà lồn má gì đâu nhiều quá nè. Nghe tiếng đâu đây? Tụi má nghĩ em là cửa sổ gì anh nội? Nhà lồn bao nhiêu lồn vậy? Cái lồn mé gì vậy trời? Tụi ra má cái đồi nó hình tao nữa vậy lồn. Lồn má gì? Nhà có những cái tầng cái nhà này. Cái nhà hồi nãy thì đéo có một lồn. Má lồn. Ui chắc lồn má có rêu có rêu. Xỉ mẹ xem web. Lồn đúng nhạy luôn đó mà. Lồn đó phải là cầu thang đó mà. Đây có tiền rồi nè, đẹp chú á. Lộn mặc đồ nổi quá. Đồ nổi quá. Tôi thà quá, tôi không thấy cái bảy tên rồi. Tôi thấy trong mỗi lúc mà nó hiện cái bảy tên rồi thì nó quá trễ rồi mà. Đủ mà thì gọi Vito, Vito được rồi không ơi. Má không, thằng không không cái thằng lộn nó cay tôi nãy giờ ba. Tôi quyết tâm là tôi lần này tôi đéo nó cho nó ăn tôi ba, cho nên tôi mới nằm xuống và tôi đợi lộn vô. Tôi giết nó nãy giờ hơi nhiều. Tôi lên tôi quất nó cũng dính mà lúc tôi nằm đây nó vô nó bắt, nó tính bắt tôi 2-3 lần rồi. One stairs restaurant. Nó bị bắt nữa rồi ba. Rồi ba nó đập con. Ủa, thằng này cay. Thằng này cay vãi luôn. Nói gì? Thằng này nó cay vãi luôn, nó tính móc lốt tôi ba mà nó bắn hụt quá má, nó cay vãi luôn. Thằng khôn lắm. Nó cũng nhảy vào phía sau lưng tôi ba, nó nhảy vô nó khôn vãi luôn đúng không? Ba, dù vấn đề là bố mày lắp tới 2 cái não cơ. Mày một cái ăn nhầm gì bố mày tận 2 cái điệt mẹ mày. Đi trước rồi. Đi trước thời đại liền luôn. That is bullshit. What? Ngờ thằng lộn bị tôi bắn nó kêu that is bullshit. Lộn cay lắm. That is fucking bullshit. Dude, nó chửi tiếp rồi that is fucking bullshit. Vậy lấy mo vừa rồi má tôi click cái chân bộ luôn. Đủ mấy thằng lộn nó đi đâu nó cũng đặt lấy mo sao nó vừa mới spawn ra tôi giết nó cũng có đặt lấy mo nó. Cái động tác đầu tiên nó thì spawn ra đặt Claymore. Hay quá, tìm thử. Dọn sạch Costco. Dọn sạch Costco. Rồi
gọi là chúng ta gọi là ba địch bay. Tôi đạp Playboy rồi chứ chết mẹ mày đây, tôi chết đạp Playboy. Nope. Đủ. Đủ mẹ là phía đắp. Thằng lùn lấy mô đấy mẹ mày. Lé hiểu luôn quá. Bây giờ nó bắn lé lại tôi đạp Playboy nó không. Ồ má, cái chỗ vậy mà cũng có lay mo nữa hả? Không đi đâu cũng sẽ nó gặp đập cái lay mo của nó. Play up again luôn, khác vậy. Lên chết rồi. Được. Một thằng chết rồi, còn một thằng nữa không á. Hay, hay vãi lồn, hay. Hay vực lờ. Hay vực lờ. Quay áo xin luôn rồi đó. Chưa từng có cục chi li. Oh no. Damn it. Oh man. Oh, he's right there, dude. Súng này mà để farm bay đồ thì ngon. Ah. Yeah, he did. Wait. Ah, oh, that guy's still there. This guy's still there. Chạy tôi lắm. Nó chạy tôi lắm. Bắt tôi dưới này nợ là. Con nào đang ngắm mày? Con nào đang ngắm mày? Thôi. Đừng quậy. Xe nó ghé sau lưng xe. Ê, thôi. Dưới nhà, trong nhà. Dưới rồi, trong nhà, nó sẽ bơm giáp. Dưới nhà. Ờ, dưới rồi, trong nhà. Oh my. Damn, I just got it too. Woohoo! I was the last kill. Were you really? I'm going to go back. Mình sợ sau lưng mình có người lúc nãy bắn nghĩa rồi. Không, bo này đau lắm.
Có thằng, có thằng cơ. Hai cái lemo đó, tức là hai cái lemo đó. Này thì play. Thông minh. Lỗ cho thằng nữa, thằng nữa. Tìm qua hai thằng luôn. Rồi. Thấy không? Mày thấy, mày thấy, mày thấy tao đặt cái lemo quá. Một cái ốc này bạn chọn. Ồ mà có vụ mà nó nhảy một phát phóng phát xuyên tường luôn phải lộn. Mấy lộn này, má nghĩ được mấy cách để cao tơ tôi hay phải lộn luôn. Má nó phóng cái bình mẹ đụng tường bao mà lẹ luôn. Oh shit. How dude? Two headshots, you kidding me? Ôi thắng, ôi hồ. Mình ăn một kill luôn á. Cái đu mà cái chiêu là kèo luôn hết phải lo phải lo là kèo mà khét quá luôn mà đúng kiểu pha đó là nếu mà ông hụt mà ông chết á là ông mình thua, còn nếu mà ông ăn là mình thắng á. Yeah, I'm real sad to see you guys chilling in the NANI. Chạy thẳng vô cái đường đạn tao luôn. Oh, dude, these guys are fucking... Tôi tin trong nhà nó bây giờ mà tao ăn ba bạn trong nhà này nữa. Lộn kỳ tôi lắm. Wow. How crazy is it? That shit could be fucking. That shit could be. Yo. Muốn mắng lộn mà chưa dễ sống không? Cầm thêm Steam. Có mà, cầm cái đó. Cầm cái học đấy. Kêu quá lâu, nên đi tìm đội được cái con mới.